Chị mở mắt mình nghe. Có phòng mưa. Có phòng mưa. Có phòng mưa. Có phòng mưa. Số thằng lòng ấm thanh. Chẻ lãi cuộc đời. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Cặp Đôi Nhí Nhốt. Thiệt là quá đã đó mà. Video ngày hôm nay là một video ấm thành cho mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái món là trứng cút lộn rang me nha mọi người. Ok, bây giờ mình bắt đầu thực hiện cái video này thôi. Mình xin chúc tất cả mọi người có những giây phút thư giãn khi xem video này nha. Đây, 50 trứng cút lộn mình đã mua hồi sáng rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ rửa sơ và mình luộc. Sau đó rồi mình mới bóc vỏ ra rồi mình mới xào me nha mọi người. Bỏ tôi luộc không? Như heo rồi kìa. Biết rồi. Ăn ba lô một quả gì? Trời ơi, luộc với cái trứng cút này nó lâu lắm. Chưa biết lọc. Thì em mới nói là chiếu gì? Nãy giờ không biết chín chưa nữa. Mà 5 phút rồi, đợi mình thăm coi. Cũng chưa được nữa, đợi một xíu nữa mới được chín. Lâu quá, lâu quá. Em quay mà cái mặt em quạo quọ thì sao được, em mới tươi cười lên vậy chứ ai đâu coi. Anh vô đây đứng kế bên em ơi. Gì? Làm gì cười, hồi nãy không cười giống vậy nè, bây giờ cười. Bồ công anh chỉ tay trong gió, em chỉ cười khi ở đó có anh. Thào lao. Thào lao. Lao thì lao. Ông xin em vậy. Anh đi vô đây thôi. Làm gì đứng đó hoài. Cái gì? Bộ công an ba anh đó hả gì? Không có, chim cút chín rồi. Lọt chim cút. Kêu lọt chim cút thì nó lọt chim cút đi. Rồi lấy cái đồ đựng. Chim từ đâu? Tô nào mà không đựng trứng cút? Trứng cút nào mà không bỏ vào tô? Ghê quá mọi người ơi, mình nay mình cố hình hơn ghê quá. Mình lọc trứng, biết mọi người phá như cái cảnh này nè. Mình hấp có cái nước không rồi. Lọc trứng cút nào mà không hấp? Hút chiếc cút nào mà không lột. Mọi người, trước khi mình cái này là mình mua 50 hộp chiếc cút nha mọi người. Cười lại, cười lại. Ha 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 ha. Ừ. 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 Hết cười. Nói ngon quá. Vậy là mình hao hụt 2 trứng nha mọi người. Bây giờ đứa ăn trứng nha. Hèn quá, ướt trước đi. Cởi ẩm thực là chuyện của ẩm thực. Mới đầu luộc trong nồi là 50 trứng. Khi ra và dẻ sẽ còn 48 trứng. Lý do à, ăn dụng. Ok, mà mọi người nhà làm trứng cút luộc nha mọi người. Cút lộn luôn. Mình làm trứng mới được hèn quá. Vậy là bây giờ là sau khi thành phẩm nó còn 48 thôi nha mọi người. Cũng chưa chắc nữa mọi người. Ủa đã. Nóng không? Mình mới luộc chín mình ăn liền đã. Đây là bộ con ăn chục trứng lộn biết làm sao? Còn thế, hai đứa lột cho lẹ. Rồi, không có đồ nguyên cái trứng luôn rồi mọi người. Thao một trứng thứ ba nha mọi người. Ôi dở rồi hả cung? Thấp kiểu này chắc họ chắc hết luôn quá. Sao? Cái này mình không có đảo nhiều và mạnh tay nha mọi người để nó nát trứng á. Bây giờ mình chỉ chờ đợi cho nó sát xuống khỏi thấm vào trứng cút thôi. Xong rồi mình bắt xuống rồi mình rắc lên đậu phộng mỡ lẩu kèm.
Ok, xong rồi nha mọi người, bây giờ mình thưởng thức nha mọi người. Yeah. Mời mọi người cùng ăn với vợ chồng bầu đầu nặng nha. Yeah. Rồi, mình chưa đi. Xin mời mọi người nha. Vào phòng mọi người. Vào phòng mọi người. Vào phòng mọi người. Vào phòng mọi người. Sợ thằng rào ngắm anh. Chán nản cuộc đời. Xin mời mọi người cùng thưởng thức với vợ chồng bầu đầu nắm nha. Mời mọi người. Gì? Vợ chồng đầu bầu nắm hả? Ê, anh chị là quá đã đó mà. Cải thiện cho mọi người nghe đi anh. Rau găm này mình ăn thôi chứ bọn nắm ăn không được mọi người. Biết chuyện gì? Chuyện vui vui hài hài đó. Ngon mọi người. Chuyện gì vui vui có tối ngày mà bọn nắm địch tối ngày thôi chứ có gì đâu vui. Không, xạo. Tối ngày địch đắm. Mà mọi người nha, ngon lắm mọi người. Hồi xưa bao nhiêu công sức. Nhớ hả, đi chơi chung hay lần đầu tiên anh cũng ngủ ăn và cùng gọn cho mẹ. Ăn nhiều thứ rồi mọi người. Cái rượu mình ăn nữa không? Mình mới nói là ăn nữa, ăn hộp thịt lộn sò me. Thế là đi ăn hộp thịt lộn sò me. Cái là ồ biết món này nữa ta. Ôi, phải không ta? Giống tưởng tượng ra quá à. Thôi, không nhớ gì hết trơn. Thiệt không? Thôi anh nhớ rồi. Ăn xong rồi mình đi vô nhà nghỉ nữa không? Lục lao. Chứ em, sao? Em nhớ anh nói, ủa biết món này nữa ta. Thôi được rồi. Còn như anh thì anh được rồi. Vui chơi. Quýnh dạo. Ngon rồi. Hồi xưa vợ chồng đó đi chụp hình xứ ngoại cảnh ở Hồ Cốc á mọi người. Thì có trang bị cho mình đồ tắm, đồ mà chụp hình dưới biển là cái quần đâu với cái áo tắm đó. Rồi xong rồi ra đàn bộ suối nghệ chụp đồ và áo sơ mi, cái áo sơ mi bông là cái ảnh đại diện hình YouTube đó mọi người, là chụp ảnh cưới ngoại cảnh ở đàn bộ suối nghệ đó đó. Cái xong rồi cái chỗ tiệm áo cưới nó lưu cái hình tới bây giờ luôn, lưu lại. Cái bắt đầu khách nào lại chụp hình nọ, cái cô chủ nó lục ra cho mọi người coi, lục ra cho mọi người coi có hửa, có cái cặp đó thôi. Thích cái set đồ mà tụi mình là tụi mình xì stylist đó. Em nói gì thì đúng không? Thích cái em bắt đầu cái muốn chụp y chang vậy luôn, muốn có đồ chụp y chang gì đó. Cái xong bà chủ tiệm đó nó mới điện cho mình hỏi á là còn đổ đó không, với là cặp mắt kiến đi bị trời, cặp mắt kiến là quá à, để lạc đâu mất tiêu rồi. Cái gì đang hay mà ở đây biết thấy anh không có cảm xúc. Cái sau mà mình mới nói là miệng ăn mà ta vẫn nghe. Mình mới nói là à, nói cái cặp này nó hết cái cặp mắt kiến với đồ đâu vậy đó. Cái em nói đồ đâu thì còn, chứ mà mắt kiến thì mắt tiêu rồi. Để em đi chợ đây coi em kiếm lại coi có cái cặp giống vậy thôi em mua giùm cho chị. Có mua giùm cho chị nha. Nhưng mà hợp chất kiếm cái kiểu đó xưa kiếm không có mọi người. Mình mới điện, mình mới nhắn tin lại là không có. Chị nói thôi, cảm ơn nhiều. Giờ vậy thôi. Vậy là nãy giờ khoe là có người thích phong cách của mình đó, vậy đi phải không? Tớ chị mà muốn cảm xúc trong xúc à, hay hay. Yeah. Hồi nãy thì tớ kể chuyện với tranh thủ ăn. Mình ăn chỉ còn 1-2 trứng nữa là hết rồi, cho nên là mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Nếu mọi người thấy video này thú vị thì đừng quên để lại một like cũng như là chia sẻ video này giúp mình mọi người cùng xem và giải trí. Và đừng quên ấn nút chuông kế bên để nhận thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Ây da, thiệt là quá đã đó mà. Ây da, thiệt là quá đã đó mà.